Kính chào tất cả cộng đoàn không mấy xa lạ đối với tôi. 10 năm trước đã đến đây, một đôi lần đã được giảng ở đây. Năm ngoái cũng dự lễ với anh chị em Đại hội Thánh Mẫu tại đây và tại Roto. Năm nay vinh dự được cha chính xứ cho mời về đây chia sẻ với anh chị em những đề tài rất xưa. Hồi nãy tôi có nói với mấy bác ở dưới kia, Bác Thọ, Bác Tùng, là những người ngồi đây là những người không cần nghe giảng. Cái người cần nghe giảng là cái người không đến nhà thờ. Dòng chúng thế chúng tôi sở dĩ tổ chức tuần đại phúc là vì thế. Không phải chỉ có nhà xứ và giảng kiểu nhà xứ, mà tìm đi vào ngõ ngách, nơi nào mà người ta không đến nhà thờ, mò đến đó để nói người ta lời Chúa. Và nói cả những người Việt Lào nằm ở nhà, nói cả với thai nhi ở trong bụng nữa. Và đó là cái điều mà chúng ta mong ước. Chứ còn quý vị ngồi đây thì tự nhiên là cũng phải sám hối, vì chúng ta là những người yếu đuối, phải quay trở về thường xuyên và mỗi ngày thôi. Ngày nào cũng tôi thú nhận cùng Thiên Chúa và cùng anh chị em, rồi đấm vào ngực mình, nhiều khi đấm như phủi bụi ấy, nhiều khi thì đấm thuộc lòng, lỗi tại tôi lại tôi lỗi tại nó ngoại đạo, tại người khác và tại tôi đổ tội cho người khác, vân vân. Thế thì hôm nay mình cũng đi với những con đường cũ, nhưng mà một vài ý tưởng được gợi ý. Tôi được gợi ý mới nhất là ngày hôm qua đọc cái bài giảng bùi chay của Đức Thánh Cha Francisco. Thành ra in còn Romeo còn để đây. Chỉ tóm lại cái ý là Ngài mời chúng ta ăn năn một thứ tội, gọi là tội giả hình. Tội giả hình, anh chị em nào muốn có cái text này thì về tối nay cha xong rồi in ra, cũng sẽ có một trang thôi, sẽ nguyện ngẫm cho cả một vật mùa chay này. Đức Thánh Cha là cái người dẫn đầu chúng ta, và Ngài luôn luôn được cái ơn để hướng dẫn giáo hội. Cho nên Ngài bảo chúng ta hoán cải khỏi sự giả hình. Cứ giả hình của người, cứ tưởng mình hơn người khác. Anh chị em hẳn nhớ cái hôm mà trên đền thờ, cái ông biệt phái ông to béo, cỡ tôi, dưới đền thờ giang tay ra cầu nguyện với Chúa, khoe công đức của mình: con là người giữ đạo đàng hoàng đấy, ăn chay hãm mình, bố thí, nộp thuế thập phân, chứ không như cái thằng khốn nạn như thu thuế của nhà thờ kia, đồ tội lỗi điếm, lấy mình ra để chê người khác. Rồi hôm đó có Chúa Giêsu có mặt. Chúa Giêsu mới gọi Phêrô, gọi Philippe và ngược lại đây bạn. Có thấy cái anh béo béo đứng dưới nhà thờ, cái ông giống lộ, thấy không? Thầy bảo thật mấy chú, ông này về không khỏi tội đâu. Còn cái anh ở cuối nhà thờ mà anh cúi mình, anh đấm ngực, Chúa xin thương xót con, anh ấy ra về được giải án tuyên công, được nên công chính, tức là được nên thánh trước mặt Chúa đấy. Quan niệm của Chúa Giêsu rất rõ ràng. Chúa Giêsu nhiều khi bày tỏ lập trường của mình trên giấy tờ. Và cụ thể ngày hôm nay, các bạn đọc tin mừng ngày hôm nay lại một câu chuyện rất cụ thể đấy. Anh em ạ, hôm nay bài tin mừng này là câu chuyện của ông Phú Hộ và anh Lazaro ăn mày. Có một hôm tôi được mời giảng cho các doanh nhân công giáo ở Sài Gòn. Tôi nói với cha Tân là linh hướng, anh em đâu có quen giảng cho mấy người lớn, giảng trẻ con không à, khá lắm là giảng giới trẻ thôi, mà anh bắt đầu người ta thích chú, ta thích chú giảng, chú chỉ khó đi. Thế thì đến giảng cho mấy ông đại gia, lần đầu tôi chả biết nói gì cả, tôi chỉ bảo là thưa quý vị, tôi không biết giảng cho quý vị gì cả, tôi chỉ có vài cái nhận xét nhỏ thôi. Thứ nhất là tôi thấy ở bên Mỹ á, những cái người giàu nhất nước Mỹ đó là những cái người tin lành mà gốc Do Thái, họ giàu nhất nước Mỹ là bởi vì tại họ nộp thuế thập phân, họ góp vào của chúng 1/10 cái income của họ, cho nên Chúa trả họ gấp 100 lần, cho nên họ trở thành người giàu nhất thế giới. Dễ hiểu quá.
ban tổ chức thấy tôi nói thế, ban tổ chức nói hay quá, để con đi xin tiền dễ hơn. Lại một hôm nữa, mấy tháng sau không biết, một năm sau lại là giảng cho mấy ông đó nữa, thì đúng là cái bài phú âm, ông Phú Hộ và ông Lazaro ăn mày. Thưa quý vị, hôm nay tôi không có chọn bài này nhá, bài này là phục vụ của ngày hôm nay nhá. Tôi không có ý ám chỉ ai cả, nhưng tôi có nói đụng chạm ai thì xin đừng có tự ái. Người giàu có khó vào nước thiên đàng, Chúa nói, hơn lạc đà đi qua lũ kim. Và câu chuyện của anh Lazaro ăn mày, chúng ta phải xét mình hôm nay như một thứ tội cần phải xét mình. Tội làm ngơ trước mặt người khác, trước người đau khổ. Chúng ta xưng tội, chúng ta thường hay nói xưng các thứ tội lớn bé giá trẻ xong rồi. Đứa trai là bấy nhiêu tội mới được ra cho các con quên là chẳng biết có muốn xưng cả xin ra xét cho con năm hai phần tội. Con, đọc lòng. Tội con quên hay là chẳng nhớ? Quên không có tội. Chẳng nhớ là cũng càng không có tội nữa. Quên đây là quên sót, là làm ngơ. Tiếng Latin nó là chữ gốc của nó là omitere. Tiếng Pháp là omettre, tiếng Anh là to omit, là thấy đó mà ngoảnh mặt mà ngơ. Dụ ngôn nói rõ về chuyện này là dụ ngôn ông Phú Hộ và Lazaro ăn mày. Làm sao mà ông không thấy cái anh ăn mày ngồi cửa nhớ cửa, chó nó cắn từ sáng giờ. Ông biết chứ, mà không cho một mảnh vui. Còn thêm cái chuyện nữa đó, làm ngơ là cái chuyện mà ông tư tế với ông Levi lên đền thờ mà làm nghìn cái anh bị đánh đè bét máu mà đi sang bên kia đường đấy. Cái tội làm ngơ thứ hai, tỏ tường như thế đấy. Và thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta không biết bao nhiêu lần chúng ta làm ngơ. Thú thật với anh chị em là từ ngày 75 đến bây giờ tôi phạm cái tội này nhiều lắm. Đi ngoài đường thấy tai nạn là mình tránh đấy. Chứ mọi khi là automatic dừng xe lại, đi với học trò bảo con giữ xe thật tra vào để xem người nó có chết không, giải tội, rửa tội, đem vào nhà thương. Cái máu hướng đạo của mình, mình phải làm như thế là mới giúp người ta thôi. Nhưng bây giờ thì không dám đụng vào. Đụng vào nó phiền lắm. Lên tới khai báo rồi thì điều tra. Chưa kể là mình chẳng đủ các cảm tình nhìn mà làm công việc đó. Cho nên hay phạm những tội làm ngơ, thấy cái chuyện đó làm ngơ bỏ đi. Và còn bao nhiêu thứ làm ngơ khác nữa, là cái việc mình có thể làm được mà mình không làm. Chứ còn xưng tội mà chỉ xét người thì răn đến Chúa Trời, thì sáu đồ đoanh hội thánh, khá lắm bắt chước các thứ tu thì xét mình các lời khấn, các lời hứa. Thế thì dễ quá. Có những thứ tội mà không bao giờ thấy xưng ở trong tòa lễ tội. Tôi sưu tầm một số những cái bảng xét mình đó. Thì có một bảng xét mình của giới trẻ, mà cha Suave và Le Bré. Ông ấy làm xong rồi tôi tóm lại, xong rồi tôi thêm bớt rất nhiều của bọn này. Bản xét mình dành cho người trưởng thành. Chứ không có kiểu vào xưng tội mà chưa cha người đó lên Chúa Trời, thứ nhất con có kiểu nhân Chúa Trời vô cớ, thứ hai con bỏ đĩa ngày mấy ngày xong con không thảo kính cha mẹ. Cứ xưng tội giống như ngày chịu lễ lần đầu. Hôm nay sở dĩ là tôi nói cái chuyện này cho anh chị em, tại vì sau lễ cho mình gọi là xưng tội đấy nhé. Lát nữa tôi sẽ xin đề nghị với các cha ngồi đây. Ít ra đây tôi thấy 6 cha ngồi đây. Anh em chúng ta sẽ ngồi tòa và sẽ giải tội rất nhanh. Tại vì sao? Xin đề nghị là đừng có lê thê. Vào lại như anh cha và con và thánh thần. Amen. Thưa cha, con là kẻ có tội, biết tội không có tội đến đâu cái gì. Hôm nay thì bè bỏ cái gì đó đi. Mai muốn đọc công thức đó vào xin cha sở, xin cha đạt, xin cha điều, thưa cha cho con gặp cha nửa giờ. Thưa cha, con hôm nay có tội vào xin tâm sự với cha. Tha hồ tâm sự cà kê dê ngỗng nửa giờ. Nhưng mà hôm nay này, 50 người đứng sau lưng mình. Đã giải tội thì giải tội mệt. Vào ngân nga kiểu đó đó. Thì gặp tôi cho lần hai chuỗi. Là tại vì phạt cái tội lỗi như bác ái. Tội đó ngủ gà ngủ gật, cái chia trí đáng lẽ chỉ một cái kinh mừng thôi. Nhưng mà lại vì làm mất thì giờ làm mất đức bác ái, hai chuỗi. Lát nữa sẽ đề nghị cụ thể các cha, xin các cha trở về xét mình. Cái tội giả hình và cái tội Đức Thánh Cha cho chúng ta gợi ý. Tôi xét mình cái tội thứ hai là tội quên sót. Thì xét mình thêm một tội nữa thôi. Tại vì lát nữa đây anh chị em ạ,
Chị xin anh chị em vào tòa giải tội xưng đúng ba tội thôi nhé, không xưng thêm. Tội nó lớn nhất á, tôi không nói tội trọng, tội nó lớn nhất á để lên đầu. Thì không có kiểu xưng cho con 99 lần, con cá cha cá mẹ 10 lần, con ngủ gật 10 lần, con gặp 5 triệu nó sau cùng. Nói như thế là giấu tội. Ai chúng ta đủ dư trí khôn để biết tội nào lớn, tội nào bé. Ăn cắp 5 triệu, ăn cắp 5.000 đô la là phải khưng đầu tiên. Rồi bây giờ mới xưng tội thứ hai là ngủ gàm gật, tôi thấy đủ rồi. Tội nhẹ mình không ai buộc xưng, cái nào mình không có tội gì cả thì mình mới xưng một vài tội để có được chất liệu để giải tội. Materia để cha ban phép lành. Chứ bảo nói chứ cha con không có tội gì không được. Đấy. Không được, không ai mà không có tội gì cả. Đấy. Thế thì cái đó là vừa nói về cách xưng tội nhé. Rồi lại còn nhiều người vào tòa giải tội. Tôi có biết đâu, lắng tai nghe, không biết tội gì để mà khuyên cả, không biết tội gì để mà khuyên, tại vì con nói ra lời đâu, thì nó nói cho lắng nghe. Vào nói cho rõ ràng, thưa cha con xin tội cách đây một tuần, một tháng, một năm, 10 năm, mệnh đề thứ nhất. Mày thứ hai đem ba cái thằng quỷ to đầu nhất là chặn, là to nhất em ra trước rồi thôi. Và con đề nghị nữa là các cha cũng khỏi khuyên, nghe giảng một tiếng hồn này là còn hơn khuyên. Các cha cũng khỏi khuyên, và có ban phép lành cho người nào cần về thì cha còn cần về thì ban phép cho họ, còn nếu không thì ở lại để giờ giải tội đó. Thì sẽ có một anh em thầy Bùi Uy chẳng hạn, bạn thân tôi, ông này ở với tôi từ bé, nên đọc lời Chúa, tôi chỉ một vài đoạn lời Chúa, đọc được xét mình, trong khi đó ca đoàn có thể hát một hai bài, phải không? Hai cái bài hát này nếu mà chạy cho trẻ con, con sẽ hỏi, con ơi, đã đến lúc chúng ta nhận ra có cây xà, cái chuyện gì Chúa Giêsu nói mà có cây xà trong mắt là cái gì đó? Bảo đảm sẽ có một em, thưa cha, là Chúa nói là mình đừng có nhìn thấy cái cọc rác trong mắt anh em mà quên đi rằng mình có cọc rác to tổ bằng cái xà nhà nằm trong mắt mình. Xét mình với chuyện đó là một cái chuyện mà các cha trong tòa giải tội nghe nhiều nhất, toàn thấy lỗi người khác không thấy lỗi mình. Thấy lỗi người khác xong đã là đen tối cuộc đời rồi, tại vì nhìn đời bằng một cặp kính bi đát bi quan, lại còn tự phong cho mình làm đài tiếp vận, thế là đi loan truyền khắp nơi tật xấu của người khác. Mình phạm một thứ tội dễ chừa lắm mà lại trở thành thói quen, mà thành thói quen nó thành ra là cái tội, là tội nói xấu. Bà Thánh Madeleine de Pazzi, bà nói trong đời tôi, nếu tôi thấy một ai đó không nói xấu người khác thì tôi xin phong thánh cho người ấy. Cái lời ấy vừa là một lời thách thức. Tôi đố từ cái đời Hồng Hiếu xuống Đức Giáo Hoàng là thánh Holy Pope thì không dám thách. Anh nhớ hơi láo. Các đời Hồng Hiếu thì ra một ông nào chưa nói xấu người khác giơ tay xem. Các cha, ông Long, các sơ, bảo đảm không có ai dám giơ tay. Chắc chắn là chúng ta đã hơn một lần vô tình hay hữu ý nói xấu người khác. Cho nên bà Madeleine Bazzi bà mới thách như thế. Nhưng mà may thay chúng ta lại có một ý tưởng của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tôi yêu Chúa vì những tật xấu sau đây. Tật thứ nhất là bố mẹ hay quên. Cái thằng trộm nó lù lù bên cạnh, cướp của, giết người, hãm hiếp đủ mọi thứ tội cả, đang treo ở trên đó. Mà Chúa Giêsu có nhìn thấy quá khứ đó đâu? Không phải đâu, không thấy, không biết, không nhớ tới, không thèm nhớ tới, chỉ thấy nó. Jesus, remember me, hát theo. When you come into your kingdom, Jesus, remember me. When you come into your kingdom, Jesus, remember.
Nói ý đó. Và Chúa Giêsu nói gì thì anh chị em biết rồi. Ngay ngày hôm nay ta bảo thật, anh ở thiên đàng với ta. Quên hết quá khứ, chỉ nhớ một giây phút hiện tại, quyết tâm xin cho được theo Ngài, xin thương xót con. Thế thôi. Trở về với tội lỗi xấu của mình. Nếu tối ngày hôm nay anh chị em ạ, anh chị em về nhà lấy một mẩu giấy viết rằng tôi từ giờ đến chết sẽ không nói xấu một người vắng mặt, một người thứ ba. Ký tên, đóng dấu ạ, để mà thờ bằng phong thánh của anh chị em. Không có thì cứ bà thánh Madeleine để bà gì để bà bà kia. Cứ nhờ nhờ, ông thánh Phaolô không cho vào á, là cứ bà ấy ra mà kêu bà ra đây có nói. Thưa anh chị em, và thường thường thì giảng ở nhiều xứ đó, tôi bảo thôi hôm nay anh chị em nào mà đồng ý giơ tay lên mà làm điều đó thì anh chị em đó có thể ra về khỏi phải nghe giảng, khỏi phải cấm phòng, thế là đủ rồi. Cấm phòng năm nay thế là đủ rồi, nhưng mà ở đây tôi không dám, phải có cả cha ngồi cả sơn, không dám thách thức cái điều đó, hơi lão. Nhưng mà phải nói thật, nhiều khi các cha còn nói xấu nhau. Dù đội các sơ cũng có, không phải chỉ lắm dân chốc. Ta xếp mình sám hối ngày hôm nay, tội giải hình, tội quên sót, làm ngơ. Chưa kể trong cái phim của ông Trần Văn Thủy đó, ông viết một cái phim đầy nhan đề là Chuyện Tử Tế. Phim ngắn thôi, đầu tiên là nhà nước cấm không cho coi, xong rồi phim nó nào ra nước ngoài nó được giải thưởng, bây giờ trong nước mới cho coi. Chuyện nội dung cái gì, ông ấy chỉ cầm micro ông hỏi bác sĩ lô anh, tử tế là làm sao mà bác? Ông sĩ lô quan điểm là người tử tế là ông định nghĩa là những người đi tiền đi xe tôi trả tiền sòng phẳng còn nói lời cảm ơn là tử tế. Thấy một bà bán rong, thưa bác, thưa bà, là tử tế làm sao mà bà bán rong là cho quan niệm chứ tử tế. Gặp ông thầy giáo hỏi thầy tử tế là sao thầy, phỏng vấn rồi trên 10 người định nghĩa của tử tế. Sau đó ông mới chiếu một loạt cái cảnh gọi là contrast, một lớp học nhà tranh ở Việt Nam, các em ơi, đất nước chúng ta tiền vàng bạc tiền, trong cái mái nhà tranh thấy toàn sao, ban ngày mà có sao, vách đất ngồi chật chội, bàn ghế thì ọp ẹp. Xong cái nó chiếu một cái lớp học mẫu giáo ở bên Nhật Bản, các em ơi, đất nước mình đất hẹp, người đông, mình phải nỗ lực học tập nhá. Rồi ghé vẽ một vài cảnh khác nên tôi ngại không nói mà gì. Và cuối cùng 10 phút chiếu về đời sống của các chị nữ tu dòng Phan Sinh Đức Mẹ ở tại Quy Hòa, sáng dậy cầu nguyện đi ra vườn, xong rồi thay áo đi làm chùi vết thương cho người cùi. Và ông nói đấy, tử tế là thế đấy. Và ông kết luận một câu: chỉ có loài dã thú mới làm ngơ trước đau khổ của anh em. Và ông nói may quá, câu này là của cả Marx không phải của ông. Các anh chị em, quan tâm đến người khác, không nói xấu người khác. Chưa kể có lúc tôi cao hứng tôi nói tội nói xấu người khác phải liệt kê vào điều răn thứ 5 là tội giết người. Mình dùng cái lưỡi của mình, con dao của mình, cái lưỡi đó, mình giết danh dự của người khác, chứ không phải là tội vớ vẩn, tội nhẹ đâu. Rồi tội Đức Giáo Hoàng ngày hôm nay gợi ý chúng ta mới nhất, tội giả hình. Nhiều khi mình làm giá vẻ mình đạo đức, rồi răn dạy người khác, cho mình là mẫu đo người khác, trong khi cuộc sống thật của mình không đủ khiêm tốn để nhận lỗi của mình và sống một cách khiêm tốn. Hôm nay tôi nói với ý tưởng đó để giúp anh chị em chúng ta xét mình. Thì lát ở đây sau thánh lễ,
anh chị em coi như là anh chị em ăn năn. Thậm chí ai có tổ chức, cứ gọi là tổ chức mà ăn năn vẫn nên đứng lên ngày hôm nay, sau đó lát đương sự. Giờ này là giờ nghe giảng và là giờ sám hối đền tội đó. Nghe một tiếng đồng hồ là như là để đền tội, rồi sau đó cầu nguyện lại Chúa, xin thánh thể Chúa thanh hóa chúng con, đổi mới chúng con, và sau đó chúng ta sẽ dốc lòng ngày hôm nay nó sẽ xưng tội đó. Các anh chị em, nếu phải nói thêm về bí tích giải tội thì ngoài cách xưng này, nói rõ ràng, nói ngắn gọn này, thì tôi phải nói tí về đền tội này. Lâu nay thì các cha hay có thói quen cho về đền tội là đọc kinh. Riêng con đó các cha, con không có cho đọc kinh bao giờ. Con nói đọc kinh là tỏ tình với người yêu mà. Mà có cha mẹ là bảo, mày tao phạt mày đi nói chuyện với người yêu mày ở quán cà phê 2 tiếng, như vậy. Có cha mẹ là phạt con đi với bồ nó 2 tiếng hồ, và phạt nó sướng quá sướng. Thầy không nên biến kinh thành hình phạt, để người ta nghe thấy đọc kinh rồi chúng tôi lại phạt. Như là nói tiếp là ông bà ngoại, ông bà nội xuống sáng đọc kinh, nhưng mà tắt TV đi, đến giờ đọc kinh. Thế là nó bảo thôi rồi, lên đoạn đầu đài rồi. Thế là nó lại phải nghe theo ông bà hết lần chuỗi xong, còn kinh cầu nữa chứ gì. Rồi kinh cầu, kinh các thánh, thánh ông thánh du xe, rồi kinh mẹ La Vang. Anh nó chỉ đọc vài câu xong là nó đấy. Rồi nó kết hiệp với Chúa. Mà cái chuyện ngủ với Chúa này, để Đức Thánh Cha Francisco bảo, Đức Thánh Cha cũng là người chứ, cũng ngủ gật chứ. Không phải là bênh nhưng ngủ gật, tại tôi hay ngủ gật. Bây giờ làm lễ còn ngủ gật. Ngồi đồng tế là anh em quýt, ta đứng dậy được còn ngồi. Nhưng ông cha Thành Tâm cũng lễ ở nhà lòng cũng thế, ông nói, Cao Huynh Trưởng, tụi con vào các em nó lễ đứa nào ngủ để nguyên cho nó ngủ nhé. Về chúng ta dạy để cho nó ngủ, thật sự nó không ngủ được đâu. Chống kèn nó hát thì ngỏi làm sao nó ngủ. Nhưng mà ông bảo gặp đứa nào ngủ để cho nó ngủ. Vì một giờ nó đã đến rồi, nó chầu trực xong rồi, nó sinh hoạt từ 1 giờ đến 3 giờ nó vào nhà thờ trưa chủ nhật thì nó ngủ là đúng thôi. Vậy mà để cho nó ngủ tốt, ngủ yên trong Chúa tốt. Nói tiếp về việc đền tội. Việc đền tội là đối với người trưởng thành nhá. Con hay bảo bạn hãy tự chọn một việc đền tội. Xưng tội bao nhiêu lần rồi phải biết đền tội để làm cái gì chứ. Đền lại lỗi đức công bằng thì một cách nào đó phải đền lại trực tiếp hoặc gián tiếp. Không giả lại trực tiếp thì cho người nghèo, trực tiếp khéo khéo mua món quà tặng ngày sinh nhật, lỡ mình ăn cắp của nó, lỡ ăn cắp của mẹ vài trăm đô la chẳng hạn, để nhớ bù lại một cách, hoặc là xưng thú thật với mẹ đi. Hai là hôm đó ngày sinh nhật mẹ mua món quà để tặng lại mẹ, luật công bằng là phải bồi trả. Nhưng mà có những cái việc ta không bồi trả được là tại vì trường hợp một cái chị đã chỉ người làm ô xin đi làm việc để tới cho người ta đi ở nhà người ta đấy. Khi nào xưng tội, thưa cha, con có xén tiền trợ của chủ, tại vì con nó đau mà con không có tiền, con phải đi vay nợ phải trả lãi người ta hàng tuần, cho nên con đành phải bớt xén tiền trợ từng ngày, con trả lãi để bao giờ đến tháng lương của con mới lấy tiền trả nợ chữa bệnh cho con. Xin cái tội đó mà có ông cha nào nỡ mà lại bảo là chị phải đi bán cái gì cũng được, bán con đi cũng được để trả nợ không? Không thể bảo thế được. Vặn răng ra mà trả có được không? Không có răng vàng. Tôi chỉ xin chị ơi, chị lấy sức lao động để trả nợ nhé. Chị đi quét nhà, chị quét 10 nhát, hôm nay chị quét 15 nhát. Chị giặt quần áo, chị giặt 10 cái, rồi tôi chị giặt thêm mấy cái nữa cho nó sạch. Với ý thức tôi làm việc cần cù hơn, kỹ lưỡng hơn để đền cái tội của tôi. Phải thêm kể một chuyện về đền tội nó vui. Hôm đó con đi học ở Đại học Chí Hòa về đó. Bác Trình ơi, anh em mình ở đây có đứng nào có học đại học ở ngoài Bắc hay đâu đó, con được đi học ở Chí Hòa, con tốt nghiệp Đại học Chí Hòa 4 năm. À về đến thì cha mày trên căn chỉ bảo, thế là vậy, cậu sang cha Roberto Nguyễn Thiện Tâm
và cha sở Phaolô sát đách nhà mình cái này thì ông là ủy viên mặt trận này, và cậu chào ông tiến lên, may là ông giúp đỡ cậu làm việc được một vụ. Sang con chào cha, con mới đi tốt nghiệp đại học về thì hiện ra cha có bị cấm làm việc mục vụ không? Thì cha không trông thấy, tha không có nói gì cả, thế thì cha đi sang giúp tôi, tại vì tôi biết cha là chuyên về thiếu nhi, tôi nhờ cha làm lễ ngày chủ nhật 8 giờ chúng tôi nhé, tôi làm lễ người lớn xong cha đến làm lễ nhé, rồi lại giúp con huynh trưởng tí. Vâng, cha cho con job thì con mừng quá, nghe là về là có việc làm ngay. Đến một ngày thứ bảy của tháng Đức Mẹ, ngài mới bảo cứ đến ngày thứ bảy là cái bổn đạo nhà tôi nó sang thì đồng hết, ở nhà chỉ có mấy bà già. Cha ai lòng chúng có thế, cha giảng Đức Mẹ, làm việc kính Đức Mẹ đi, rồi khấn kiếp cho tôi giảng Đức Mẹ được không? Cha ông lại cho thêm việc, cảm ơn cha, con sẽ nhận. Thế là buổi đầu tiên thì được chừng 1/3, một nửa nhà thờ, buổi 2 ở đây nhà thờ, và cứ thế thứ bảy nào cũng làm việc Đức Mẹ, cũng giảng với Đức Mẹ, cũng giúp. Anh em ở nhà mình thì một năm nó chỉ đến phiên qua 2 lần, còn mình cứ là hàng tuần, phải dọn bài giảng hàng tuần. Ở nhà gần 30 cha cho nên... Nhưng thì một năm giỏi lắm đã, được giảng 2 lần là nó phúc. Nó chỉ được giảng lần năm thôi, mình được giảng hàng tuần. Thế thì một hôm, làm lễ thứ bảy xong, vào tòa ngồi tòa, có ông bảo, vừa nói thế mình đã ngửi thấy mùi rượu đế. Bố mày trước khi lễ là đi nhậu, đi nhậu xong rồi mới đạo đức, xứng tội như thế. Chúng tôi mình lắng tai coi nghe tội gì đấy cha, tôi cũng vàng cũng cần chia chi kinh tối, nhưng mà cái tội này tôi nghe này, thưa cha con có chửi vợ đánh con 20 lần, thế là tôi biết có cái gì phải khuyên rồi đấy. Và ông xưng xong rồi chưa, rồi việc đến khuyên mấy lời thôi, làm cha gia đình gia trưởng thì thế này rồi, nhớ làm gương cho con cái nhá, đừng uống rượu nhiều quá nhá. À, con cái nó bắt trước thì thôi to. Viết lên tôi, tối nay thứ bảy không kịp thì ngày mai chủ nhật ông dẫn bà và các cháu đi ăn hiệu, đi ăn tiệm đó. Có tiền thì vào chợ lớn, xoáy Kình Lâm, Bát Đạt, Át Ăn Xiên, Đồng Khánh gì đó ha. Còn nếu không thì ra đầu ngõ đấy, Củ Tiếu, Mì Gia, Hải Ký gì đó ha. Mời bà và các cháu, ông mấy cháu? Dạ thưa cha, 6 cháu. Bác mời nó đi hết nha. Ông về nhà, ông bảo má sắp nhỏ đâu, mày đưa ông quần áo vô, đi đâu đây, ông quần áo vô, ba cho đi ăn tiệm. Cái tụi nhỏ nó cười ầm, sao nó tin được cái lệnh đó, làm sao nó tin được cái lệnh, không có giống ai cả. Nói lần ra ta biểu bằng quần áo vô đi ăn tiệm, nó lại cười to hơn. Cuối cùng đập bàn, cha dạy tội làm thế. Bây giờ bà hãy nghe ra, bà hãy nghe ra. Tụi con, ba nói thiệt cho con, áo vô, ba cho đi ăn tiệm đó. Bây giờ nó nghe má nó, nặng quần áo vô. Thế là vợ chồng con cái vui vẻ đi ăn tiệm. Sở dĩ tôi biết chuyện này vì tuần sau bà đi xin tội. Bà đi xin tội thì... bà cũng ngủ gần, cần chi phí mắng con ấy, quên cũng có từ sáng ấy, cái gì cần khuyên. Mà thưa cha, con xin kể cho cha một câu chuyện vui lắm. Hồi xin tội có chuyện gì vui kể. Tuần vừa rồi là con biết nhà con đi xin tội với cha, cho nên khi ông về nhà, ông biểu má sách nhỏ đâu, tụi bay đâu mà quần áo vô ba cho đi ăn tiệm. Mấy đứa nhỏ nhà con đâu có tính giá. Không có 2 lần đâu, tin được ông đập bàn, ông kêu cha dạy tội bảo thế. Bây giờ con mới hiểu ra, và con biểu bắt cháu cho nó nghe. Và thưa cha, suốt tuần lễ này nhà con vui như ngày Tết. Còn sao vậy? Bữa ăn nào chúng nó cũng nhắc tới cái bữa ăn lịch sử đó. Hồi mới lấy con chở đi ăn xem đi cine tưng bừng. Mà hồi nào mấy năm nay, từ hồi có các con tới giờ, ảnh đi ăn mình đúng không ạ? Ăn mình về còn say sưa, rồi mắng vợ, rồi đánh con. Viết lên tội là phải làm việc lên tội. Thường thường lấy lại sự vui trong gia đình. Xin lỗi vợ, xin lỗi con là như thế. Tôi đã nãy giờ ôn về cách xét mình này, cách xưng tội này ha.
vào tòa giải tội, đừng có lý nhí này, nói cho cha nghe, dù chỉ nói vài tội thôi này, và nhớ ý thức là phải đền tội. Ai mà vào xưng tội mà tôi biết cái cách xưng tội này là của một người đã trưởng thành, tôi xin tự chọn việc đền tội. Cái người mà tự làm việc đền tội sẽ đại độ hơn nhiều. Tôi có kinh nghiệm, cái người mà tự nguyện sẽ đại độ hơn. Hồi đó tôi dạy được các em lớp 6, làm linh mục xong năm 72, coi các em đệ tử lớp 6, gần 50 đứa. Trong lớp có quệ quả dưới đây, để các răn mây sẵn đó. Con xét tội của con đó, đáng mấy roi? Cả thời cha, 5 roi. Cầm lấy đi ra góc lớp, tự phết vào đi. Mình không đánh, không đánh ai, không đánh học trò, để nó tự đánh. Tại vì mình vừa huấn luyện đánh tội. Trước cha là tự đánh tội nhiều lắm rồi. Tự đánh tội. Đó. Cái đầu anh đánh một cái nhẹ quá, phủi bụi, không kể. Cái thứ hai anh gồng hết sức mình chính, anh vút. Thôi đủ rồi, tha cho bốn cái kia. Đáng đã tội hết thì một cái thôi, mà nó nhận đánh 5 cái. Tự nguyện là thế. Làm cái gì mà tự nguyện quý hơn nhiều. Cái cả cái này tội. Thế đừng có chờ. Những cái ông hồi nãy tôi quên nói câu là nói ông đi về cho vợ đi ăn tiệc, ông nói, dạ thưa cha đọc không hết kinh. Tôi không có đọc kinh nào hết. Quen rồi mà, đi hỏi mấy kinh. Trừ phi, tôi xin lỗi, lâu lâu gặp một ông cụ bà cụ già biết rồi đó. Mình nói cụ không nghe, ông hỏi mấy kinh. 3 kinh, kính mừng, thôi. Rồi thằng thế đứng mẹ chữa, chứ không có nói dài hơn rồi. Bất đắc dĩ phải cho đọc kinh là như thế. Chúng ta ôn là cách xưng tội để lát ở đây sau thánh lễ chúng ta vào tòa đỡ mất thời giờ các cha và đỡ mất thời giờ của anh em, để chúng ta ôn lại một chút vài nét chính những ý tưởng Chúa Giêsu dạy chúng ta. Hôm nay là bước vào tuần thứ 2 mùa chay với ngày thứ 5. Ngay đầu thứ 4 mùa chay chúng ta đã thấy Chúa Giêsu dạy chúng ta cách ăn chay, cách cầu nguyện và cách bố thí. Và chủ nhật tới đây, chủ nhật thứ 3 mùa chay, trong lời nguyện nhập lễ, lời rằng lạy Chúa là đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi. Chữa lành là một cách mà nó đến tội, là ăn chay hám mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho kẻ khó nghèo. Lời nguyện này lặp lại y như cái điều Chúa Giêsu dạy trong ngày thứ tư, để cho các con ăn chay thì phải xưng hoa, các con cầu nguyện hãy vào phòng, bố thí tay phải để cho tay trái biết. Ba cái việc đó nó sẽ giúp chúng con chữa lành những vết thương tội lỗi. Bài đọc của tiên tri Isaiah chương 58 ngày thứ 6 sau mùa chay, tiên tri Isaiah lại nói một ý tưởng rất rõ rệt như sau. Đó, cái lời này đấy. Sau thứ tư lễ cho thì đến ngày thứ 6 sau lễ cho, tiên tri Isaiah đoạn trên thì không nhấn mạnh, nhưng đoạn dưới phải chăng đây là này các ngươi ăn chay mà cứ đôi co cãi vã, để nắm tay đánh đấm thật bạo tàn. Chính ngày các ngươi muốn ăn chay để biến các ngươi kêu thấu trời cao thẳm, thì các ngươi đã ăn chay không đúng cách. Phải chăng đó là cách ăn chay mà ta ưa chuộng, trong ngày con người phải thực hành khổ chế? Cách ăn chay mà ta ưa thích thế này, cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải thế này sao? Mở xiềng xích bạo tàn, tháo công cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần cho thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bây giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông. Chúng ta đâu phải máy phát điện đâu mà bừng ánh sáng. Chúng ta đâu phải là ngôi sao trên trời đâu. Lại không phải là minh tinh màn bạc để mà tỏa sáng mọi người trầm trồ ngắm khen ngợi.
Nhưng chúng ta làm công việc này thì chúng ta tỏa sáng, sáng hơn bình minh, tức là sáng hơn mặt trời. Thì chị dám nói thế. Và hơn ai hết, Chúa Giêsu là người thấm nhuần tư tưởng của 500 năm về trước, tiên tri Giê-sa-ia. Cho nên mới có bài Matthew 25. Ta đói, ngươi cho ăn. Ta khát, ngươi cho uống. Ta trần truồng, ngươi cho mặc. Ta đau ốm, đủ đầy, ngươi viếng thăm. Thưa anh chị em, đó là cái bài thi vấn đáp cuối đời của tất cả mọi người chúng ta đấy à. Có thí sinh nào mà ngày mai thi mà tối nay đề thi tiết lộ, không biết cách nào thì không biết, mà lại ngu đến nó không thức đêm để mà học không? Mà cái đề thi này để lộ vào nước thiên đàng thì rõ ràng là tiết lộ hơn 2000 năm rồi. Thế là nhiều người không học. Bài thi này rất công bằng. Một bà cụ già không biết chữ đâu, với em bé 6-7 tuổi đầu, cho nên một tiến sĩ, một ông bộ trưởng rất lại tòa ông Thánh Phêrô mà đưa cái bằng tiến sĩ mà cũng sụp cặp cái đèn đồ, ta bỏ sổ lại. Trên nhà hàng ta không cần cái thứ này. Ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi, trả lời đi. Chúa, nó có cho kẻ nói ăn, cho kẻ cắt uống, cho kẻ trần truồng mặc, ông có viên thăm tù đầy, vô. Không có, ra chỗ khác chưa? Có nhiều đó. Chúa Giêsu là cái người mà thấm nhuần tư tưởng này. Cho nên Ngài dạy ta cách ăn chay, dạy cách cầu nguyện, dạy cách bố thí, dạy cách chia sẻ. Để kết thúc, tôi xin kể ba câu chuyện về sự chia sẻ. Vì động từ chia sẻ là động từ chúng ta quyết tâm. Ngày hôm nay, trong từ tổ phòng đại kỷ, ngày thứ nhất, câu chuyện chia sẻ thứ nhất. Mẹ Teresa Calcutta kể rằng trong sách của bà, hồi tôi còn bé từ tiểu học cho đến những năm trung học, mẹ tôi cho tôi tiền quà đi chợ, thì mẹ tôi dặn thế này: con mua quà sáng, gói xôi, cái bánh mì, cái gì đó nhé, con đến trường con mời một bạn nghèo ăn chung với con nhé. Thói quen đã trở thành thói quen thường xuyên của mẹ Teresa Calcutta. Cho nên chúng ta không biết làm lạ. Chúng ta có một người đàn bà vĩ đại nhất thế kỷ, một vị thánh mà được phong chân phước sớm nhất, một cái đám tang mà cả các lãnh tụ thế giới này đều phải nghiêng mình vào đến viếng thăm. Cái đám tang bà tôi được xem truyền hình trực tiếp dài 4 tiếng đồng hồ, từng nguyên thủ quốc gia, từng thủ tướng đến đặt một món hoa và nói một câu rồi đi xuống lên 2 tiếng đồng hồ lần lượt xếp hàng nhau mà lên phung viễn, rồi bây giờ mới thánh lễ và tiễn quan đi dài 4 tiếng đồng hồ trên truyền hình. Mẹ Teresa Calcutta để lại chúng ta một gương tuyệt vời về sự quan tâm đến người nghèo và sự chia sẻ. Như kể một câu chuyện phản diện, chuyện kể rằng có một chị phụ nữ thành phố nọ khá giả nhà, nhà khá giả mà không hiểu vì lý do gì mà lại đi dọn nhà về một khu ổ chuột, khu nhà nghèo lao động. Thấy chị bà ấy dọn đồ tới thì biết cái bà này giàu lắm, tivi, tủ lạnh, salon, giường, các thứ là vật dụng, biết là cô ấy giàu, nhưng mà cô lại thuê một cái nhà xóm nghèo. Rồi thì như thói quen khá thường xuyên xảy ra ở đất nước An Nam chúng tôi là cúp điện. Thế một hôm điện cúp thì có phải em bé hàng xóm nó sang: thưa cô, nhà cô có đèn cầy không hả cô? Cô này nghĩ bụng, mình mới dọn tới nó biết mình khá giả, nó đã xin, mình cho nó, mai mốt nó quen mùi nó xin hoài. Không, nhà cô không có đèn cầy. Con bé nó cười mà, ồ, thế thì mẹ cháu nói đúng rồi. Mẹ cháu bảo cô mới dọn đến nhưng chắc cô không có đèn cầy nên mẹ cháu sai cháu đem biếu cô 2 cái đèn cầy lên đây. Anh chị em tưởng tượng cái mặt của cô đó lúc đó như thế nào? Đổ thổ đấy chứ là vừa. Mình suy nghĩ một cách ích kỷ, mình tưởng ai thế? Câu chuyện chia sẻ thứ ba dài hơn một tí. Cái này cũng ở trong internet thôi. Bạn nào là thân với internet thì cả ông bạn ấy cho chúng mình nhiều cái hay lắm. Một cái thằng bé tên là Lula, trong Việt Nam mình gọi bọn Lula,
nhà nghèo, cho nên là bố mẹ cho đi bán đặc rang, đồ phụng rang phụng luộc, thì nó không biết ta biết. 6-7 tuổi nó học được cái nghề gọi là nghề đánh giày. À, mà đi đánh giày thì thường ba rợn có bạn bè băng đảng 2-3 đứa. Một hôm Lula đi với hai thằng nhóc con nhỏ hơn, gặp một ông đại gia ăn mặc sang trọng. Hôm nay không hiểu cũng vui thế nào, ngày Tết ngày sinh nhật ông thế nào, ông mới nói trong ba cháu đứa nào nghèo nhất bác cho đánh giày và tao cho tiền gấp 10 lần. Nếu ngày thường đánh giày $3-4, bây giờ cho $30-40. Thế thì thằng bé nhất, thưa con nghèo nhất, tại vì từ sáng giờ con chưa có gì ăn, ông cho con đánh. Thằng lớn hơn mới nói, thưa cháu nghèo hơn nó, vì không những cháu không có gì ăn mà mẹ cháu và các em cháu cũng không có gì ăn nữa cơ. Thằng thứ ba trầm tĩnh hơn nói, vừa ba, cháu đã lớn hơn hai cái thằng này, cháu đánh giày đẹp hơn hai cái thằng này, bác để cháu đánh, bác cho tiền cháu sẽ chia cho hai đứa đó để nó khỏi cãi nhau. Hiếm có thể thấy một thằng bé con 9-10 tuổi mà cư xử như vậy. Nên cái ông này ông để ý lương tâm nó, ông hỏi tên nó, ông hỏi địa chỉ nó, và ông giúp đỡ nó, giúp đỡ ăn học, giúp đỡ nó học nghề trong cái công ty xí nghiệp của ông, đẩy nó đi lên thêm và được uy tín với anh em bạn bè, cho nên được nó được làm chủ tịch công đoàn và ứng cử năm 2000 nó ra được ứng cử và nó trở thành tổng thống Inácio Luiz Lula da Silva, tổng thống nước Brazil. Ở đây bạn thanh niên mà không biết nước Brazil ở đâu và là ai thì phải đi về, mà mê đá bóng thì phải đi học để lý lại nhé. Brazil, thủ đô Rio de Janeiro, được thanh tra vừa mới qua đại hội giới trẻ với 3 triệu, biển Copacabana, tổng thống 2 nhiệm kỳ, từ năm 2000 đến năm 2010 mới hết nhiệm kỳ. Bây giờ có cái bà tổng thống bà lên, bà đón tiếp đức thánh cha đấy, mà xem ra có nhiều cái điều đức thánh cha chắc khéo. Cái anh Lula da Silva nó thằng muốn được, nó có cái tinh thần nó ngay từ bé, cho nên không có gì làm lạ. Khi nó lớn lên nó ra ứng cử với khẩu hiệu tôi sẽ không để một người ba tây Brazil nào chết đói, và ông ta đã làm điều đó trong 2 nhiệm kỳ tổng thống. Câu chuyện chia sẻ là động từ mà anh chị em chúng ta ngày hôm nay suy nghĩ mình đã chia sẻ những gì, chia sẻ, chia sớt, chia san, chia sẻ lời Chúa, chia sớt nỗi buồn, an ủi những người cần được lời quý an, chia san cơm áo. Mình có của ăn dư thừa, mình cầu nguyện với Chúa xin cha cho chúng con hôm nay hàng ngày dùng đủ. Nếu Chúa có dư thì phải biết sử dụng của dư đó. Kẻo Thánh Leo cả lại trách chúng ta khi Ngài viết của dư thừa của chúng ta là của người nghèo đấy. Ông bạn tôi Fre Zachary hôm nay độc đáo vô cùng, anh em cho ông là hơi mang mát, nhưng mà tôi thấy ông này sống nghèo được vời. Ông sư huynh đã sang đi dạy học luôn luôn đèo đằng sau cái ông đa cũ mà chết cần chế. Nhà này có của dư thừa giày dép thì bỏ vào đây để tôi về tôi dừng lại mấy nhà nghèo. Tôi đã vào phòng ông ấy, quả thật Fre Zachary Kiệt sống nghèo, tủ sách vài chục quyển sách, giường quần áo thô sơ. Mình xét mình tôi thấy tôi xấu hổ. Mình cũng khấn khó nghèo, ở phòng mình nhiều thứ dư thừa quá. Tôi định nghĩa dư thừa là cái gì mà 10 năm mình không giờ tới, mở tủ ra mà không đụng tới, đặt của thừa. Để làm gì nó chặt tủ, giày 10 năm không đi, chặt rồi cho người khác. Quần áo cũng vậy, sách vở cũng vậy, sắm sách về mạ vàng vào để trên tủ, khoe để tao là người uyên bác, có đọc sách này đây không? Không biết có đọc hết không được biết. Nhưng mà rõ ràng là để tủ sách để trưng nó đẹp. Tôi chủ trương một quyển sách phải được 10 người đọc. Quyển sách hay đề vào quyển này rất hay, rất đáng nên đọc, truyền cho đệ tử đứa nào cần đọc xong
tập cho nó để nó đọc. Cuốn sách nó không có tiền mua thì mình phải cho nó đọc. Giữ, đừng giữ của gì dư thừa. Thôi anh chị em, theo tiêu chuẩn của anh chị em thì thế nào là dư thừa thì tùy anh mỗi người định lượng. Tôi cho 10 năm, có người bảo tôi chai 5 năm tôi chặn. Hôm giảng lại, một hôm giảng cho ông đại gia, tôi hỏi, thưa ông A, ông B, nếu mà bây giờ ông xem là gia đình nhà ông những của dư thừa, theo tiêu chuẩn tôi vừa nêu ra, thì có được bao nhiêu? Ông bảo ông ấy, thưa cha, đổ 3 xe tải. Ông ấy nhà giàu, 3 xe tải. Hôm đó nói chuyện luôn, tôi sang Mỹ, tôi sang Úc. Tôi thấy người ta có cái nhà gọi là nhà Vinh Sơn để phao lô, Vinh Sơn The Pole. Bên Mỹ này có thrifty store, thrifty house, thrifty mark. Đồ người ta không dài, gọi đến, anh chở đi cùng tôi. Người ta bán rẻ. Tôi đi mua đôi giày Bata đi khám trải, có 2 đồng rưỡi. 3 đồng đôi giày còn mới 90%. Là giày cũ ta không đi đó, mà đối với mình nó mới. Các anh chị em từ đọc từ chia sẻ đến xem những gì là mình dư thừa rồi. Anh em ở nhà thờ bên Mỹ này hay có thói quen để thôi những thứ mà chúng ta không dùng đó đem đến thói quen tốt lành quá anh chị em. Thôi thưa cha, hôm nay con dài, con dài. Bây giờ xin chúng ta nghỉ một tí. Có cần phải ra ngoài thở không vậy? Thưa cha, cha nói dài nhưng mà thực ra là sớm hơn những năm trước rồi. Mấy năm trước mà đến 7:30, 7:35. Nhưng mà cha có thể để cho quý ông bà chị em hỏi một vài câu hỏi không ạ? Vâng. Là chúng ta kết thúc. Về câu hỏi con đề nghị cho thầy ngày mai đó, quý vị viết cửa nhà đi. Cho quý vị lên đây, quý vị để cho ông Chánh Ân hay là ai đó thu lại các vị đó, bác Thọ ghi lại dùng được, mình tôi lướt lướt qua là không trả lời. Chứ mà cứ giờ mà giơ tay lên đó thì không dám chê quý vị đâu, nhưng mà kinh nghiệm mà hỏi đó thì nhiều người đứng lên. Thưa cha, thưa quý cha, thưa các sơ, thưa quý cụ, quý ông, quý bà, nay con có một câu hỏi. À, con xin đặt vấn đề là, nói mãi chưa đặt hỏi. Rồi tưởng câu hỏi gì quan trọng hay, ôi trời, cái câu hỏi thì tôi đánh giá trong mục thôi, vô duyên tệ. Chuyện này nó hỏi, chuyện này hỏi giáo viên, là gì mà hỏi các cha, hỏi các sở, đã là quá rồi. Thành ra mất thì giờ, cho nên gom lại để rồi tôi sẽ thấy cái vấn đề nào có nhiều người hỏi giống nhau đó thì mình lướt qua. À, vấn đề có tới 6 người cùng quan tâm, thế thì sẽ xin trả lời đó. Cái thứ hai đó là cái này là bắt chước với thanh tra Doan Phaolô đề nghị ngày đi đâu thì bạn giới trẻ chúng con đứa nào muốn hỏi đứa cha cái gì ghi vào giấy. Thế là đại hội giới trẻ, mỗi đại giới trẻ người ta thu được khoảng chừng 5.000 đến 8.000 tờ giấy hỏi đức thánh cha. Có một cái ban ngồi lọc lại câu hỏi, thôi con chỉnh đức thánh cha 10 câu thôi nhé. Thì có hôm nay trả lời từng câu một, có lần nghe bảo hôm nay cha sẽ trả lời 10 câu hỏi của chúng con trong một bài nói chuyện của cha. Chúng con lắng tai nghe để ai hỏi câu đó thì biết cha trả lời chỗ nào. Đó, kiểu đức thánh cha. Thế đây là thầy kể thêm một câu chuyện hỏi đức thánh cha lên sâu. Con hãy kể chuyện lan man nhé, thì anh chị em thông cảm được nhé. Đức thánh cha Benedicto lần đầu tiên dự đại hội giới trẻ tại Cologne, Köln, và đó là dịp ngài về thăm quê hương lần đầu tiên. Thì trong số những câu hỏi giới trẻ hỏi ngài đó thì có một câu như thế này: thưa đức thánh cha, có mấy đường lên thiên đàng? Trời ơi, hỏi ngay cái câu rất là hóc búa. May quá gặp ngay ông tổ sư đức tin, thánh bộ đức tin viết bao nhiêu là sách về đức tin. Nhưng ngài lại cũng trả lời một cách hết sức đơn giản, đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa. Anh chị em biết ngài trả lời sao? Mỗi một người đều có một con đường lên thiên đàng. Lúc này mà lại nói kiểu ngày xưa không có sự cứu rỗi ngoài giáo hội, đúng là mày. Các tôn giáo bác có súng lại nó ném đá, ném cả chùa cho thì chết. Mặc dù Vatican đã định nghĩa khá khôn khéo, mọi tôn giáo đều là những bậc, những ngưỡng cửa, những bậc đưa về một chân lý
Tức đạo nào cũng sẽ đưa đến một chân lý thôi. Và chúng ta con người nên cái nhìn thiển cận, hạn hẹp, kể cả những bác sĩ, các bác học uyên thanh, uyên bác nhất, các vị thánh cũng chỉ thấy được một mẩu nhỏ của Thiên Chúa thôi. Cho nên chúng ta mới cãi nhau, nên chúng ta mới đánh nhau để nói là mình làm mình đúng. Nên Thánh Cha trả một lời, mỗi một người đều có một con đường như thế này. Thế có mấy anh trẻ nó là các cớ nó hỏi tôi ngược lại, nó bảo thưa cha như vậy là không có ai xuống hỏa ngục cả cha. chết tươi. Tôi này nói là không có hỏa ngục cũng là lạc ảo. Trong Kinh Thánh nói rõ ràng có hỏa ngục chứ. Mà ai cũng có con đường thiên đàng. Chìa khóa vào cửa thiên đàng là cách xin Chúa thương xót con. Lòng tin của con cứu chữa con. Mù mở mắt ra, bại liệt, đứng dậy, bao giờ về, què đi, chết sống lại, sống đời đời, chìa khóa vào thiên đàng. Anh nào biết sai chìa khóa bác thì vào thôi. Nhưng mà lại có một số người không thèm vào thiên đàng. Thiên đàng là bánh vẽ, thiên đàng là cái anh bịa ra, làm gì có thiên đàng, thú viện. Không thèm vào cái thiên đàng bánh vẽ của các anh. Tôi xây thiên đàng của tôi bằng quyền lực, bằng tiền bạc, bằng sức của riêng tôi. Thế là những kỳ hục A Lịch Sơn Đại Đế, Nã Phá Luân Tần Thủy Hoàng, Hitler, tôi miễn kể tiếp. Xây thiên đàng cho chính mình. Để rồi thiên đàng cho anh chị em là một nấm mồ khá lắm được cái lăng. Thôi đấy, cứ để trả lời câu hỏi, cái miên man như thế đấy, trả lời. Nhưng mà dù sao thì hôm nay còn giờ thì cũng nên hỏi vài câu cho nó có đối thoại. Vâng, thì đáp lời cha thì thưa quý ông bà chị em, chúng ta có khoảng 5 phút thôi cha nhỉ. Vâng. Quý ông bà chị em có thể đặt một vài câu hỏi rồi tối nay về suy nghĩ, về có một vài câu hỏi thì xin viết xuống. Rồi ngày mai á thì có các bác trong ban phục vụ hoặc là những người phụ trách có thể gom lại tất cả những câu hỏi đó, rồi sẽ đúc kết lại những cái câu hỏi gì chính, rồi gần cuối của cái bài chia sẻ của cha thì chúng con sẽ đưa cho cha nhé. Cha Đạt ơi, con đề nghị thế này, bây giờ chúng ta sẽ động não đặt câu hỏi mà không trả lời. Đúng rồi. Mỗi người đặt câu hỏi, sưu tầm cho con chừng 10 đến 20 câu hỏi. Con nghe xong rồi con suy gẫm, ngày mai xin Chúa Thánh Thần trả lời. Ok, vậy nha, vậy chúng ta bây giờ cứ giơ tay thôi, cứ hỏi thôi, để cho ngài suy nghĩ, vậy ngày mai mới trả lời. Xin bỏ mọi thư gửi đi, thưa đồng hồ, thưa các tủ kính được hỏi. Em nhìn thấy thầy sĩ đầu bạc đầu kia cả. Đây tôi có mấy ông anh nè, mấy ông anh gấu đồng chú thế lớp trên tôi, lớp dưới tôi cũng có. Con có một hỏi là từ nãy cha nói là giả hình, giúp đỡ chia sẻ người khác, thì cái vụ mà giống như là mình thấy người nghèo hay là đi đâu ngoài đường mình thấy homeless thì mình phải chia sẻ hoặc là mình cái gì mình cho, nhưng mà có cái là như cha biết bên Việt Nam là người ta giả. Ở đây bên đây á, cũng như là người ta ngồi ngay đó, nghĩa giống như là cái nghề của người ta vậy. Thì đối với con, bây giờ con rất là khó chịu. Tự vì con cho á, thì nó cái nghề. Giống như con không khó rất là nè, khó dạy con, tự ô mình phải cho. Nhưng mà mình cũng bên cạnh đó, mình cũng nghĩ người ta có thể xài cái tiền đó, người ta mua rất. Hoặc là người ta không xài cái tiền đó cho sinh sống. Nên con có bị lấn cấn. Cảm ơn chị. Chọn người nghèo mà cho hết. Nghèo không cứ mà chọn người nghèo mà cho. Còn ai nữa không ạ? Ai ạ? Ok. Chị cần microphone không? Microphone đi. Đây vấn đề lớn, bạn để suy nghĩ tiếp.
Dạ, con này con có nói với cha là giáo hội mình này cha nói rằng là giáo hội mình nói rằng là đạo nào cũng dẫn về Chúa. Vậy đạo Muslim đó, cái Quran của nó dạy còn rất là ác, còn có giết người như thế nào nữa. Vậy thì không biết cái quan điểm của giáo hội mình về cái đó như sao? Ok, cái đó thì ngày mai cha giúp chia sẻ thêm nhé. Đó còn ai? Đây. Nếu như mà làm thống kê thì các cha làm thống kê dùng tội nào các cha nghe nhiều nhất. Con thì con thấy cái tội thì nói xấu là một, tội làm gần chia trí.